Giới thiệu công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu có nguồn gốc từ nông trường Mộc Châu, được thành lập vào năm 1958. Từ năm 2005, công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Với hơn 55 năm phát triển và mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và doanh nghiệp, công ty giống bò sữa Mộc Châu đã thành công trong việc phát triển đàn bò sữa, cùng hơn 500 hộ dân với hơn 12.000 con bò, trong đó có 6.200 con bò đang trong kỳ vắt sữa. Sản lượng sữa năm 2012 đạt 40.000 tấn, với năng suất bình quân toàn đàn đạt 23,5 lít mỗi con một ngày, con số cao nhất từ trước đến nay. Công ty hiện có hai trại giống bò, mỗi trại nuôi 1.000 con và cung cấp gần 3.000 con bò giống cho các địa phương trong nước. Lợi thế của công ty nằm ở địa hình cao nguyên Mộc Châu, được chuyên gia đánh giá là một trong những nơi phù hợp nhất cho chăn nuôi bò sữa nhờ vào điều kiện khí hậu ôn đới và thời tiết chất lượng sữa của mộc châu do công ty cung cấp đã được người tiêu dùng đánh giá cao và ưa chuộng công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu có mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại việt nam trong lĩnh vực thực phẩm sạch thông qua mô hình phát triển bền vững từ chăn nuôi bò sữa đến sản xuất và phân phối các sản phẩm từ sữa tươi công ty luôn hướng tới phát triển cùng cộng đồng thân thiện với môi trường và mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng nhà đầu tư người lao động và toàn xã hội sứ mệnh của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu là mang đến những sản phẩm chất lượng nhất thơm ngon và tươi sạch từ thảo nguyên mộc châu sơn la tận tay người tiêu dùng đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống sức khỏe và trí tuệ của việt nam